Trước tình hình mưa bão diễn biến phức tạp, ngay trong chiều hôm qua và rạng sáng nay ngày 26 tháng 9, đã có hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xuống các địa phương, địa bàn xung yếu, trọng điểm để giúp bà con nhân dân phòng chống và neo đậu tàu thuyền. Trước tình hình diễn biến phức tạp của bão số 4, bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để cảnh báo tàu thuyền, Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì nghiêm chế độ trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn khi có lệnh. Ngay trong chiều qua và sáng nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố đã điều động hơn 300 lượt cán bộ chiến sĩ đến các địa bàn xung yếu, địa bàn trọng điểm có nguy cơ sạt lở cao để giúp bà con nhân dân cứu kéo, neo đậu lại tàu thuyền và tuyên truyền cho bà con về neo đậu tránh bão tại âu thuyền, hạn chế di chuyển. Hiện nay tổng số phương tiện của Đà Nẵng là 1.230 phương tiện trên tổng số 8.365 lao động. Trong đó, số phương tiện neo đậu tại bờ là 1.196 phương tiện trên 8.090 lao động. Số phương tiện đang hoạt động trên biển là 34 phương tiện trên 275 lao động. Tất cả các phương tiện hoạt động trên biển đều đã được biết vị trí, hướng di chuyển của bão để kịp thời tìm nơi trú tránh. Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì thông tin liên lạc với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo các đồn biên phòng tiếp tục cử lực lượng xuống các địa bàn, hướng dẫn các phương tiện về tránh bão và bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.